Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã bớt chút thời gian quan tâm cũng như theo dõi kênh YouTube của Nhân Lòng Audio. Vâng, clip ngày hôm nay em xin giới thiệu đến quý vị và các bạn những cặp loa mới về bên Nhân Lòng Audio. Đây toàn bộ là loa JBL và toàn những đôi loa chân dài và những đôi loa thương hiệu của trên thị trường bây giờ. Và trước mặt quý vị và các bạn đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6 cặp loa mới cập bến tại Nhân Lòng Audio. Đầu tiên em xin giới thiệu đến quý vị là cặp loa JBL N80T. Đây là một trong cặp loa rất hay ở trong phân khúc và loa về trong tình trạng là hàng zin đẹp và có cái giá là đi 19.500.000. Những dòng N80T thì bên em đang bán rất là nhiều và hàng liên tục về để phục vụ các bác. Dòng L80T thì là cấu hình có 3 đường tiếng, một bát là 25 cm và một mic, một chép đôm, nên thùng rất đẹp luôn các bác nhé. Và tiếp theo đó là đôi loa JBL L300 Summit. Đây là một trong những cái model huyền thoại và bên em bán rất là nhiều, liên tục cập nhật và có liên tục cập đến về những cặp loa L300 Summit cho quý vị và các bạn cùng tham khảo. Loa đẹp xuất sắc thôi nhé, loa đẹp xuất sắc đó. Đây một chiếc đây. Loa đẹp xuất sắc, thân quách vuông vắn, không xích mẹ gì cả đó. Loa đẹp xuất sắc luôn. Và driver chuẩn của hãng luôn các bác nhé, chuẩn cấu hình của hãng luôn. Và cái giá của đôi L300 Summit này thì em vẫn luôn luôn bán với cái giá cố định là 138.000.000. Và trên thị trường bây giờ nó có rất nhiều loại giá, phân khúc từ 125, 130 và nó có thậm chí còn có rẻ hơn vẫn có, nhưng mà bên em thì hàng nhập trực tiếp về nên là giá nó cao và đôi khi là hàng nó chuyển chọn nên là nên các bác nếu mà so bì về cái giá thì các bác rất là khó mua ở hàng ở bên em, nên là các bác nhiều bác hết sức thông cảm. Và tiếp theo đó là cặp loa JBL model là 222 Disco. Đây là một trong những dòng loa nghe nhạc mạnh rất tốt và hát karaoke rất hay luôn. Loa cao to và loa cấu hình có một bát thật là 30 cm và bát dưới nó là bát cộng hưởng quá nhá. Bát cộng hưởng này rất đẹp luôn. Đây là bát sử dụng bát 30 cm và bát dưới bát cộng hưởng bát 40 cm. Loa sử dụng màng giấy và gân mút đó. Và đây một mic và một chép còi. Đôi loa này thì đánh nhạc mạnh rất là tốt luôn, rất là hay luôn các bác nhá. Loa thì rất đẹp rồi. Và tiếp theo đó là cặp loa JBL TI-5000. Đây là một trong những cái cặp loa rất là hot, rất là hay luôn đó nhé. Và em có về được mấy cặp, và cặp này cặp màu đen và cặp màu vàng đó. TI-5000 là cấu hình có 3 đường tiếng, một bát 30 và một mic, một chép đôm. Loa này kiểu hình hình tháp nên rất là đẹp và bày biện rất là đã mắt luôn. TI-5000. Em sẽ quay phần sau cho các bạn này. Đấy. Và cái đôi vàng thì em chưa khui ra, còn em mới khui cái đôi này thôi, đôi đen này thôi, và giới thiệu cho các bác. Và tiếp theo đó là cặp loa JBL 4430 Studio Monitor. Đây là một trong những dòng loa kiểm âm rất là hay. Loa cấu hình có 2 đường tiếng và một bát 40 và một chép tai vòi rất là to luôn. Đó.
Những dòng loa này thì chất âm hay và giá tiền nó rất hợp lý luôn, rất là hợp lý vừa phải. Đó, và tiếp theo đó là cặp loa JBL 4343 trơn. Đây là một dòng loa em bán cũng rất là nhiều. Loa sử dụng cấu hình có 3 đường tiếng và củ full Anico. Đấy, loa cấu hình 3 đường tiếng có full Anico. Loa sử dụng bát 40 cm, màng giấy và gân mút. Và bên trên là một mic này, và một kèn và một chép dìu đây. Loa rất đẹp luôn các bác nhá, loa rất đẹp luôn. Em về đợt này em về rất là nhiều loa các bác nhá. Và em sẽ báo giá lại cho các bác cùng tham khảo. Đầu tiên đó là đôi loa JBL 4343 trơn này. Hàng đẹp xuất sắc này. Em đang bán với giá là đi 105 triệu. Và đôi loa 4430 em bán với giá là rất là tốt cho các bác luôn, giá là 55 triệu. 55 triệu. Và đôi TI 5000 này bán với giá cho các bác là đi 52 triệu. 52 triệu. Và đôi là 222 Disco này em bán với giá 62 triệu các bác nhé. Đấy, giá cực kỳ tốt luôn. Những đôi loa này phù hợp với không gian nhà rộng này, vừa nghe nhạc vừa hát karaoke rất là tốt luôn. Đó, và đôi loa là 300 Summit này thì là giá 138. Còn những dòng JBL L80T này em vẫn luôn bán giá là 19 triệu 500. Và video đến đây em xin dừng và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo.